Xin mời ông bà anh chị em mở Kinh Thánh ra với tôi trong giờ phút này. Ở trong sách Matthew đoạn 18. Matthew đoạn 18. Câu số 21 trở đi. Phi-e-rơ đến gần Đức Chúa Giê-xu mà hỏi rằng: Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi thì sẽ tha cho họ mấy lần? Và rồi sứ đồ Phi-e-rơ ông nói tiếp: Có phải là đến 7 lần chăng? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ta không nói cùng ngươi đến 7 lần đâu, nhưng đến bao nhiêu lần không bạn anh chị em? 70 lần. 7. Kính thưa quý ông bạn anh chị em, quý vị thấy cái cách trả lời của Chúa, cái câu trả lời của Chúa. Và nếu quý vị đi thêm một chút xíu trong Ma-thi-ơ đoạn 6, Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 12. Tôi không có bị một cái virus gì hết nha ông bạn chị em, tôi chứ không biết tại sao mà tôi bị khô cổ thôi chứ ông bạn chị em đừng lo lắng. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 12 đến câu số 14. Từ câu 14 trở đi: Nếu các ngươi tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi trên trời cũng sẽ tha thứ cho các ngươi. Nhưng nếu các ngươi không tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Thưa hội thánh của Chúa, quý vị suy nghĩ với tôi xem. Tôi bị tổn thương, tôi là nạn nhân. Tôi đến nhà Chúa, tôi nghe lời Chúa. Lời Chúa nói với tôi: Con phải tha thứ cho người khác. Nếu con không tha thì Chúa trên trời không tha cho con. Ông bạn chị em suy nghĩ thử tâm trạng của người này sẽ như thế nào. Đây là một chủ đề rõ ràng có thể khiến cho người ta có một cảm giác bực bội. Thậm chí đối với những người đã từng bị tổn thương, họ còn bị một cảm giác rất là bất mãn. Họ không hiểu được lý do tại sao Đức Chúa Trời có công bằng với họ không, khi họ là người bị tổn thương, mà bây giờ Chúa lại nói rằng: Con không tha thứ cho người khác, Cha của con trên trời cũng không tha thứ cho con. Khi so sánh với tất cả những tổn thương lớn lao mà mình đã chịu, một người sẽ nói rằng: Tôi đã qua biết bao nhiêu đau đớn, và bây giờ tôi lại phải chồng thêm một cái nỗi đau của sự áy náy khi tôi phạm thêm một tội với Chúa nữa. Ông bạn chị em có thấy cái ý tôi nói không? Tôi đã qua nhiều đau đớn mà bây giờ tôi thêm một cái tội, mang thêm một cái mặc cảm tội lỗi là tôi không biết tha thứ. Vậy tôi và Chúa nói rằng tôi không được trên Đức Chúa Trời tha, cho nên tôi cảm giác vô cùng khó chịu. Thưa quý vị, từ một người bị người ta xúc phạm, bây giờ tôi trở thành một người phạm tội sao? Chúa có biết cái cảm giác của tôi hay không? Đó là điều sẽ xảy ra ở trong đầu của một số người khi nghĩ về hai chữ tha thứ. Khi sự tha thứ không được trình bày một cách rõ ràng và chi tiết, mà chỉ nói một cách nôm na, thì có gây ra một số cái phản cảm. Rõ ràng là như vậy. Quý vị thấy hai đứa nhỏ nó gây lộn với nhau, quý vị tới và biểu đứa này xin lỗi đứa kia. Một trong hai điều sẽ xảy ra. Một là đứa đó nó sẽ ngoan ngoãn xin lỗi, là nó chỉ giả bộ xin lỗi. Hai đó là nó là cái người bị xúc phạm mà bây giờ bắt nó xin lỗi, nó chẳng những là nó không vui vì phải xin lỗi mà nó còn giận ngược lại cái người bắt nó xin lỗi. Cho nên đó, tôi hiểu được ở trên đời này có một số điều không phải chỉ là cái chuyện tha thứ bình thường. Có những sự tổn thương thật sự quá nặng để có thể nói về hai chữ tha thứ. Mới gần đây ông bạn chị em biết, ở tại Evergreen có một người đàn ông 55 tuổi. Ông thấy trước nhà của mình có mấy người nó lục lọi xe của mình, nó moi móc cái gì đó, thì ông bước ra khỏi nhà và ông la cho nó để cho nó đi. Nó rút súng nó bắn ông ngay trước mặt vợ và con trai của ông. 55 tuổi, bây giờ để lại vợ, để lại con trai, nhà cửa ai tiếp tục lo? Và bây giờ người vợ chứng kiến những kẻ không ra gì, những thứ không đáng làm người đó, bây giờ nói với người vợ là tha thứ đi. Quý vị nghĩ như thế nào? Thưa bạn chị em, và chẳng đây chỉ là một câu chuyện nặng đó, nhưng mà chỉ là một câu chuyện thường nhật thôi. Thật sự có rất nhiều trường hợp còn khủng khiếp hơn như vậy nữa. Thầy của tôi chọn một đời chưa từng bao giờ làm một cái gì để tổn thương người khác mà cố tình hết. Khi mà chọn ngành nghề thì chọn để giúp đời.
Ông là tuyên úy của Hải quân Hoa Kỳ, mấy chục năm trường lãnh huân chương của Hoa Kỳ, đi lúc nào cũng lắng nghe đau khổ của người khác để giúp đời, chưa từng xúc phạm ai để làm một cái gì cho người ta đau khổ. Ông đang ở tại Nhà Trắng để làm việc. Trong một cuộc họp, ông nhận được một cú phone con gái của mình bị những kẻ đi vào trong nhà hãm hiếp thì thôi, còn đâm cô cho tới chết. Và ngay cái giây phút cú điện thoại đó đến với thầy của tôi, ông giống như là trời đất sụp đổ xuống. Ông không biết nói gì, không biết gì. Ông là một người chuyên giúp đỡ cho người ta đi qua traumatic situation, có nghĩa là những cái tình huống mà khủng khiếp đó. Mà giờ đây ông không biết nói gì, ông không biết phải làm sao. Kính thưa quý ông bạn chị em, thầy tôi qua một giai đoạn rất dài, và cuối cùng thì ông có thể tha thứ được cho người đó. Người đó rất là ma mảnh, từ ở Washington State là miền Tây của Hoa Kỳ. Chỉ trong vòng vài ngày, chiếc xe của cái người gây án xuất hiện ở miền Đông của Hoa Kỳ, nhưng mà cảnh sát vẫn bắt được. Thầy tôi đã xin cảnh sát cho phép có thể được gặp người đó trước khi tuyên án và vân vân. Và ông bằng mọi cách ông phải nói một câu: tôi ở trong đức tin của Đức Chúa Trời, tôi tha thứ cho anh vì những gì anh đã làm. Nhưng mà luật pháp làm cái gì với anh, đó là chuyện của luật pháp. Và ông viết ra một quyển sách về sự tha thứ, thưa quý ông bạn cho em. Và ông là người dạy cho chúng tôi về cái cách để giúp đỡ cho những người ở trong những tình thế gọi là khủng khiếp và bàng hoàng nhất đó. Thưa quý vị, có những chuyện khủng khiếp giống như vậy. Và nếu mà nói gần gũi thêm một chút xíu nữa, có đôi khi nó không phải là một chuyện quá lớn như vậy, nhưng mà chỉ trong đời sống thường nhật thôi ông bạn chị em. Mình tin yêu trông cậy một người, ít bữa mình phát hiện người đó từ đằng sau đâm mình. Hoặc là có những cái nó nghịch lý vô lý, là họ làm sai 10-10, nhưng mà họ trong cái phiên bản của họ đi khắp mọi nơi rao báo về mình đó, là mình là người làm sai. Và họ làm sai nhưng mà họ chưa từng nhận sự làm sai của họ, và họ nói là do tại mình, và mình là con người như thế này như thế kia. Quý vị, nỗi nhiêu đó thôi đó, nỗi nhiêu đó thôi thì tha thứ cũng là một cái chuyện không đơn giản rồi, thưa quý ông bạn chị em. Cho nên tôi hiểu được như vậy, tôi mới nói với ông bạn chị em, tôi không có ý định để nói rằng quý vị là những người không biết tha thứ. Quý vị là những người, tôi không nói rằng tôi không hiểu được nỗi đau, tại vì mỗi người chỉ có mình mới hiểu nó đau tới cỡ nào thôi. Làm sao người khác hiểu được mà đoán xét mình? Quý vị có đồng ý đến đây với tôi chưa? Nhưng mà cái điều chúng ta làm đó là chúng ta đi tìm hiểu xem tha thứ là gì. Trước khi quý vị có thể tha thứ thì quý vị phải hiểu tha thứ là gì. Cái phiên bản thật sự mà Kinh Thánh nói về tha thứ nghĩa là sao? Và cái phiên bản ngoài đời gọi tha thứ là gì? Nó khác nhau lắm không bạn chị em? Chúng ta sẽ nói ngày hôm nay. Phần thứ hai của loạt bài này tôi sẽ nói về tại sao phải tha thứ. Phần thứ ba tôi sẽ nói về tha thứ như thế nào. Và phần thứ tư tôi sẽ nói Chúa tha thứ chúng ta như thế nào. Nhưng mà hôm nay tôi chỉ nói đúng một khía cạnh thôi. Đó là tha thứ thật sự là gì. Khi mình biết đúng đường thì mình đi mới quan. Tôi nói một lần nữa, quan trọng nhất là xác định đúng hướng. Thành tâm mà không đúng hướng càng đi chỉ càng sai thôi ông bạn chị em. Quý vị đồng ý chúng tôi không? Cho nên hôm nay chúng ta nói tha thứ là gì. Mà để hiểu tha thứ là gì, trước hết chúng ta phải nói cái gì không phải là tha thứ. Tôi có thể nói bạn chị em một điều này. Một trong những hiện thực mà tôi quan sát một cách rõ ràng ở trong con đường hầu việc Chúa, người ta khó tha thứ. Một trong những lý do quan trọng nhất mà người ta khó tha thứ là bởi vì người ta không thật sự hiểu tha thứ nghĩa là gì. Cái phiên bản về sự tha thứ mà đã được đem tới cho người ta đó, nó khó quá để người ta chấp nhận. Và có đôi khi nó cũng chẳng phải là cái điều Đức Chúa Trời yêu cầu nữa. Cho nên chúng ta hãy xem thử những điều không phải là sự tha thứ. Đây là những gì mà Chúa dạy cho chúng ta ở trong Kinh Thánh. Thưa quý ông bạn chị em, những thứ không phải là tha thứ. Thứ nhất, tôi có một danh sách rất dài, tôi sẽ không giữ số, tôi chỉ nói liên tục. Và quý ông bạn chị em ghi lại được cái gì, hay là quý vị góp nhặt được cái gì thì ông bạn chị em làm điều đó. Thứ nhất đó, cái điều mà không phải là tha thứ đó là khi chúng ta bỏ qua, hay là chúng ta nói rằng là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhiều người họ nói rằng tha thứ có nghĩa là xem là bỏ qua cái tội người khác đã phạm với tôi.
Không phải lúc nào cũng như vậy. Không phải tôi tha thứ có nghĩa là tôi nói rằng người đó chưa từng làm cái gì đó đó. Không phải vậy. Thưa quý ông bà anh chị em, mở với tôi ở trong Xuất Ai Cập Tô Ký đoạn 34. Xuất Ai Cập Tô Ký đoạn 34. Câu 6 đến câu 7. Đoạn 34 câu 6 đến câu 7. Ngài đi ngang qua mặt người, hô rằng: Giê-hô-va, Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực, ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng và tội lỗi. Ở trong tiếng Anh là He forgives, xóa điều gian ác, thì là He forgives, là He tha thứ, Chúa tha thứ. Nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội. Quý vị thấy rõ không? Đây là lời Chúa. Chúa nói rằng Chúa tha, nhưng mà Chúa không có kể là không có tội. Quý vị thấy rõ trong lời Chúa không? Người bên ngoài nói rằng nếu chúng ta tha thứ thì chúng ta coi như người đó chưa từng làm gì sai hết. Kinh Thánh thì nói không, rõ ràng người đó có sai, nhưng mà Chúa lại tha. Cái đó là cái sự khác biệt thứ nhất. Cho nên tha thứ không phải là nói rằng ô đâu có làm gì sai đâu, chưa chắc. Nếu mà không làm gì sai thì tha làm cái gì? Thưa ông bà anh chị em, Đức Chúa Giê-xu sẽ không cần phải chết trên thập tự giá nếu mà tha thứ có nghĩa là coi như chưa từng phạm tội. Khi Adam và Eva, khi ông Adam và bà Eva đưa tay hái trái, chỉ cần Chúa nói ô nó chưa từng ăn, đâu có gì đâu. Thì cần gì Chúa Giê-xu phải giáng thế làm người, phải trả giá cho tội lỗi của con người. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đi tiếp một cái tư tưởng nữa. Tha thứ không phải là gọi là xóa nhòa cái ranh giới của cái sự vi phạm. Cái kia là coi như không có, thì cũng có những người họ nói tha thứ là phải coi như người kia chưa từng làm gì hết. Khó lắm. Tha thứ cũng không phải là xóa nhòa cái ranh giới của những điều đã từng vi phạm. Quý vị biết không? Mình tổn thương người khác xong, cái mình nói vậy nè, thật sự ra đâu có khủng khiếp dữ vậy đâu, làm gì dữ vậy? Quý vị biết không? Quý vị biết cái câu đó không? Gì đâu mày giận dữ vậy? Tại vì đối với mình là không có cái gì, nhưng mà đối với người bị tổn thương là có. Và bây giờ mình xóa nhòa mấy cái ranh giới để mình coi như nó không có gì hết. Vua Sau-lơ phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Mà quý vị biết khi tiên tri tới gặp vua, trong 1 Samuel đoạn 15 từ câu 1 đến 35, quý vị về nghiên cứu. Ông phạm tội không vâng lời, ông phạm đủ thứ tội. Chúa nói với ông là phải diệt toàn bộ thành đó. Quý vị, ông làm gì không? Ông diệt toàn bộ đó chứ, nhưng mà ông giữ lại, ông vua và ông giữ lại vàng bạc. Xong rồi ông nói tôi đem về để tôi dâng cho Chúa. Và trong đầu ông nghĩ là chỉ tôi cũng phạm tội, nhưng mà chỉ cần tôi xóa bớt mấy cái ranh giới, đừng có lộ liễu quá đó, thì coi như là không có tội. Và tha thứ không phải là chúng ta làm y như vậy đối với người phạm tội, và hoặc là chính chúng ta là người phạm tội, chúng ta xin sự tha thứ của người khác. Không phải là chúng ta xin người khác làm ơn xóa bớt mấy cái chuyện này của tôi, để coi như tôi chưa làm gì, hoặc là coi tôi làm mà giảm nhẹ được không? Thay vì ghi cái tội của tôi là vượt đèn đỏ, thì chỉ cần ghi là lỡ nói chuyện quên đọc thắng được không? Cho nó nhẹ bớt có được không? Thưa quý vị, đây cũng phải là tha thứ nữa. Tiếp tục. Tha thứ không phải là xí xóa sự tổn hại. Tha thứ không phải là xí xóa sự tổn hại, giống như là nói rằng là mình tổn thương người ta, nhưng mà người ta tha thứ cho mình là người ta tới nói thật ra tôi đâu có tổn hại gì đâu, anh thấy thôi không có gì đâu, tôi không có bị gì hết. Quý vị biết không? Có những lúc trong đời chúng ta làm như vậy, giống như khi vợ tôi bị một chiếc xe tông từ đằng sau, tông và tới giờ cái xe của tôi vẫn còn chạy đó. Thì cái người đó bước xuống và sợ hãi và nói lắp ba lắp bắp, và vợ tôi cảm giác được cái người này là rất nghèo khó, thậm chí chưa chắc là có bảo hiểm. Vợ tôi bước ngược lên xe rồi đi, coi như là không bị tổn thất gì hết. Thì cái hành động đó cũng là một cái hành động bỏ qua, nhưng mà nó chưa phải là cái sự tha thứ mà Kinh Thánh nói tới. Ở đời này chúng ta nên có những sự xí xóa và bỏ qua, chúng ta đừng có siết lại với người khác quá. Nhưng mà cái tha thứ không phải là khi chúng ta nói rằng mình không, người ta làm cho mình đau đớn, mình về mình nói bản thân mình, Chúa dạy mình tha thứ, cho nên mình phải tự nói với mình là tôi đâu có tổn thương gì đâu, tôi vui lắm. Ồ, tôi vui lắm, mình làm vậy đó. Mình tự dối mình như vậy, cái đó cũng không phải là sự tha thứ mà
Kinh Thánh nói tới, quý vị còn nhớ trong câu chuyện của ông Joseph không? Ông Joseph, ông bị mấy người anh ném xuống một cái hố, bán đi xứ khác làm nô lệ. Trong đầu của Joseph coi như là không có chuyện gì, là bởi vì Chúa đã can thiệp. Và Joseph nói rằng: các anh toan ý hại tôi, nhưng mà Đức Chúa Trời muốn làm ơn cho tôi. Nhưng mà giả sử như Joseph không được làm tể tướng thì sao? Thì có phải đây là một đứa em bị quăng vào hố đi làm nô lệ, cuộc đời không ra gì hết, chỉ vì lòng ganh tị của mấy người anh không? Cho nên tha thứ, người bị tổn thương có quyền hạ mức độ tổn hại xuống nếu họ muốn, nhưng mà người phạm tội không có quyền làm hạ mức độ tổn thương của người bị hại xuống. Quý vị hiểu tôi nói điều đó không? Thưa quý bạn chị em, rồi tha thứ không phải là gì nữa? Tha thứ không phải là bào chữa cho người phạm lỗi. Người phạm lỗi đó có thể là mình. Tôi nói không phải là mình chỉ tha thứ cho người khác, nhiều khi mình là cái người cần người ta tha thứ. Nhưng mà dù là mình hay người, thì tha thứ không phải là bào chữa cho cái người nào mà phạm lỗi. Tại sao? Nhiều lúc chúng ta nói thôi tha thứ cho người đó đi, nhiều khi mệt mỏi. Tha thứ cho người đó đi, nhiều khi hoàn cảnh. Tha thứ cho người đó đi bởi vì chuyện này chuyện kia. Một số nơi, một số chỗ, người ta cứ thường nói là hãy tha thứ cho người đó đi rồi bào chữa, nào lý do này, lý do nọ, lý do kia. Quý vị có bao giờ nghĩ tới cảm giác của người bị hại không? Ở tại chương trình thạc sĩ của chương trình thạc sĩ mà tôi học đó, một người phụ nữ, hiện bây giờ bà còn làm việc cho giáo hạt. Người phụ nữ này bị, trong một gia đình đang êm ấm hạnh phúc như vậy đó, có đứa con gái rất là học giỏi ở Loma Linda, đang đàng hoàng tử tế vậy đó. Ông chồng đi chung với cái cô bạn ở trong nhà thờ, mà nhà thờ không làm một sự quyết định để đuổi cả hai người đó ra khỏi nhà thờ. Và ngày nào tháng nọ, cổ cũng ngồi ngay đây, và cổ chứng kiến cái hai người ở trong nhà thờ đã từng là bạn của cổ, họ gian díu với nhau. Đứa con gái tới gặp người phụ nữ và hỏi: mẹ, thật sự có công lý hay không? Khi câu chuyện được đến tai của hội trưởng của địa hạt Trung California, ông hội trưởng nói: cho dù tôi mất chức, tôi cũng phải đảm bảo không được có chuyện đó xảy ra. Và hội thánh đã làm một sự quyết định dứt phép thông công cả hai người đó. Hai người đó đi sang một cái nhà thờ khác, và chẳng những cái nhà thờ đó cho họ thoải mái muốn làm gì làm, còn cho ông này chức trưởng lão để ông đi giảng từ nhà thờ này nhà thờ kia. Địa hạt viết một lá thư cho tất cả các nhà thờ trong địa hạt, không một nhà thờ nào được mời ông tới giảng. Quý vị có thể nói địa hạt mạnh tay quá vậy. Quý vị có bao giờ suy nghĩ cho hoàn cảnh của một người phụ nữ, một người nạn nhân hay không? Cho nên tha thứ không có nghĩa là chúng ta nói rằng cái người phạm tội là không phạm tội, và chúng ta bào chữa cho người đó. Và cái người đó có khi là chính chúng ta. Nếu chúng ta là người phạm tội thì thôi cũng đừng kỳ vọng người ta bào chữa cho mình, mà hãy ăn năn ở trong Chúa thì hơn. Châm ngôn đoạn 28 câu số 23. Châm ngôn đoạn 28 câu số 23. Châm ngôn đoạn 28 câu số 23 viết như thế này: ai quở trách người nào về sau sẽ được ơn, hơn là lấy lưỡi mà vua nịnh. Quý vị thấy rõ, tha thứ không phải là chúng ta đem một người sai và chúng ta nói là tha thứ đi, tha thứ đi, có nghĩa là coi như người đó chưa có làm gì hết. Rồi gì nữa? Tha thứ không phải là quên đi. Tiếng Anh nó có cái câu là forgive and forget. Forgive có nghĩa là tha thứ, và forget là quên đi. Thưa quý vị, có một số thứ trên đời này có quên được không? Làm sao quên được? Mà nếu mà quên rồi thì tha làm chi? Đó là một sự mà chúng ta cần. Đôi khi cái cảm giác của chúng ta trong tổn thương thì chúng ta nghĩ là thời gian nó sẽ heal everything. Nhưng tôi nói với bạn chị em câu này để cảnh tỉnh chính tôi và bạn chị em. Sự không tha thứ mà nó nằm ở trong lòng đó, càng lâu bao nhiêu nó không có nguôi đi đâu, mà nó cứ nằm ở đó, nó càng lúc nó càng đâm rễ đắng, theo như Kinh Thánh dạy chúng ta trong sách Hebrew đoạn 12. Khi chúng ta quyết định không tha thứ cho người khác, chúng ta nói theo thời gian chừng nào quên rồi tha, nó không có quên, nó sẽ trở lại và nó nằm ở đó cho đến khi chúng ta đi gặp Chúa, xin Chúa giúp đỡ cho mình để tha thứ. Chúng ta sẽ nói tới cái vấn đề đó. Nhưng mà tha thứ không phải là quên đi. Có nhiều lúc chúng ta vẫn nhớ từng chi tiết những gì mà mình đã bị tổn thương, chứ không phải là quên đi. Thưa quý ông bà anh chị em,
Rồi tha thứ không phải là gì nữa? Tha thứ không phải là cổ suý, ủng hộ cho cái điều sai, gọi sai thành đúng, và đó thì gọi là tha thứ. Thật ra ở trong Kinh Thánh có hai chữ được dùng cho tha thứ chứ không phải là một chữ. Ở trong Kinh Tân Ước có hai chữ. Một chữ được dùng cho cái sự tha thứ của Chúa, Universal Forgiveness, sự tha thứ chung của Chúa từ trên trời ban xuống cho người đã ăn năn lẫn người chưa ăn năn. Mưa nắng vẫn ban xuống cho người lành lẫn người dữ. Bây giờ cái người đó chỉ cần ứng đáp lại sự tha thứ đó của Chúa bằng niềm tin thì người đó sẽ được cái sự hiện thực, sự tha thứ đó sẽ trở thành hiện thực cho người đó. Nhưng mà cái chữ thứ hai được dùng trong sách Một Giăng đoạn 1 câu số 9, khi nếu chúng ta xưng tội mình thì cái chữ tội đó không phải là chữ tội thì Ngài là thành tích công bình để tha tội, thì cái chữ tha đó đó không phải cùng một chữ tha với cái chữ của sự cứu rỗi. Cái chữ tha này là cái chữ tha của những điều trong đời sống. Nói một cách khác, đối với Chúa tha thứ là như thế này nè: ta sẵn lòng bỏ qua những gì mà thế giới loài người làm cho ta. Bây giờ các ngươi chỉ cần bước tới bằng niềm tin để tiếp nhận ta thì chúng ta cùng nhau bước đi. Nhưng mà trên con đường bước đi này, các ngươi sẽ vấp lên vấp xuống, phạm cái này phạm cái kia, thì cái lần thứ nhì này đó mới là từng lỗi đều từng sự tha thứ. Ở bạn cho em hiểu không? Tại vì nếu một lần tha thứ trọn đời không cần tha nữa thì xưng tội làm gì? Và nếu giáo lý dạy rằng một lần được cứu trọn đời được cứu thì tiếp tục cố gắng để trong Đức Thánh Linh để làm gì? Thánh hóa để làm chi? Mà trong khi Kinh Thánh dạy chúng ta sự tha tội ở nơi phép báp têm là cái sự tha tội tổng thể, nhưng mà trọn đời đi với Chúa sẽ còn tiếp tục vấp ngã và cần những sự tha thứ, thì cái sự tha thứ này là cái legal hay là cái sự tha thứ tiếp diễn. Thưa quý bạn chị em, có hai vấn đề trong sự tha thứ: phần cảm xúc và phần luật pháp. Bây giờ tôi nói ví dụ điều này. Quý vị mượn tôi 10.000 đô, làm gì có cho mượn. Bây giờ quý vị mượn ai đi chứ đừng mượn tôi. Quý vị mượn ai 10.000 đô, xong rồi mình mượn của người ta 10.000 đô, mình đi xài hết những gì mình cần. Một năm sau người ta gặp tôi nói làm ơn trả 10.000 đô đi, nói tôi đâu có nhớ tôi mượn anh hồi nào đâu. Xong rồi cái người cho mượn cũng tức lắm, nhưng mà trong Chúa mà, không lẽ giờ nói gì nặng nề, cho nên cũng ráng nhịn. Đợi khi nào mà vui vui gặp nữa, nói thật ra bữa đó em có mượn anh 10.000 đô mà tại em không nhớ đó. 10.000 đâu có nhỏ đâu mà xem không nhớ. Cái người đó nói như vậy đó. Thì bây giờ quý vị có quyền tha thứ cho người đó về cái phần tổn thương. Tôi thương anh tôi mới cho anh mượn, bây giờ anh đối xử với tôi như vậy, nhưng mà tôi bỏ qua cho anh, cái đó là phần cảm xúc, đúng chưa? Nhưng mà về phần luật pháp 10.000 đô vẫn phải trả. Chúng ta hiểu cái tư tưởng đó không? Bây giờ Chúa có tha thứ cho một người về phần cứu rỗi người đó thì cái hậu quả của tội lỗi người đó vẫn phải trả. Và cho dù và chúng ta có tha thứ cho người khác thì chỉ là cái phần cảm xúc, còn cái phần trách nhiệm, giống như thầy tôi tha cho kẻ giết con gái của ông, nhưng mà xã hội loài người sẽ vẫn bắt người đó phải trả cái giá của hành động của mình. Còn cái phần tha thứ nó là một cái phần khác. Thưa quý vị, hiểu được cái tư tưởng này rất quan trọng. Quý vị theo dõi với tôi, lúc Đức Chúa Giêsu trên thập tự giá, Đức Chúa Giêsu nhìn xuống, Đức Chúa Giêsu thấy gì không bạn chị em? Đức Chúa Giêsu thấy gì? Đức Chúa Giêsu thấy một đám dân đông mà theo Kinh Thánh nó hò hét như một đám thú dữ. Giết nó đi, giết nó đi. Quý vị nhớ không? Đức Chúa Giêsu thấy những con người á, đóng một cái bảng ở trên thập tự giá là đây là vua của dân Do Thái để móc mỉa Chúa. Quý vị có biết tại sao người ta đã đau đớn như vậy rồi còn phải đưa giấm, đưa rượu lên làm gì không? Để sỉ nhục, để làm, để đảm bảo rằng trước khi Chúa chết tôi phải lột trần chuồng ra, để cho chẳng những chết vì đau mà còn phải chết vì nhục nữa kìa. Nó làm tới tất cả những điều như vậy. Và bây giờ Đức Chúa Giêsu trên thập tự giá, Đức Chúa Giêsu nói xin Cha tha cho họ vì họ không biết những gì họ làm. Chỗ này là chỗ nhiều người hiểu lầm nè. Nhiều người bắt đầu dùng cái chỗ này và nói thấy chưa, nó đóng đinh Chúa mà Chúa còn nói phải tha cho nó, thì có nghĩa là anh mà bị chút xíu vậy mà anh không tha cho nó là anh kém lắm. Rồi bắt đầu làm cho người ta khó chịu, làm cho người ta thấy mình không đáng là cơ đốc nhân, làm ta thêm đau khổ. Tôi không đồng ý với tư tưởng đó. Quý vị nhớ như thế này: khi Đức Chúa Giêsu đứng trên thập tự giá, Đức Chúa Giêsu nhìn xuống, Đức Chúa Giêsu nói tha cho họ, có nghĩa là Đức Chúa Giêsu nói những gì họ làm là đúng hả? Đức Chúa Giêsu không hề nói như vậy. Đức Chúa Giêsu nói rằng những gì họ làm là sai, nhưng mà cái quyết định của Chúa là trong tâm hồn của Chúa sẽ không thù hận, ghét bỏ và phải trả thù những đứa con của Chúa. Hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau. Ông bà chị em có thấy được cái ý đó không? Thưa quý ông bà anh chị em. Rồi,
Gì nữa? Chúa trên thập tự giá, Chúa một làm một cái sự quyết định trong tâm hồn, không cay đắng, không ghét bỏ, không thù hận những con người không biết, họ ngây thơ, họ chỉ khờ dại. Cái đó là cái quyết định của tâm hồn. Nhưng mà cái việc mà họ làm sai thì nó vẫn còn lại là sai. Tha thứ không có nghĩa là gì? Có nghĩa là thuận hòa hay là hòa thuận trở lại. Ở trong quan niệm của loài người chúng ta, anh tha thứ có nghĩa là anh phải đi chung với họ. Bây giờ anh không đi chung với họ, anh nói anh tha thứ cái kiểu gì? Tất cả những người mục sư, nếu mà học hành theo đường lối mà được huấn luyện, đều biết rằng cái vòng abusive cycle, có nghĩa là cái vòng mà gọi là lạm dụng hay là bạo hành đó, là nó đi như thế này nè: tổn thương, chà đạp, yêu thương, vỗ về, hòa giải, hòa thuận trở lại, xong rồi tổn thương, chà đạp, tiếp tục. Và tất cả những người mà muốn giúp cho những nạn nhân đều phải bước vào ngay cái thời điểm mà họ còn đủ năng lực để bước ra, còn không thì họ sẽ tự chui đầu trở lại. Mà Kinh Thánh chẳng lẽ dạy chúng ta một người chú thường hay sàm sỡ mình, một người chồng hay đánh đập mình, mà Kinh Thánh dạy là phải tha thứ, có nghĩa là phải chui lại với nó? Vậy Kinh Thánh đúng chỗ nào? Xin thưa quý ông bà anh chị em, Kinh Thánh không hề dạy như vậy. Kinh Thánh ngược lại nói rằng tha thứ không nhất thiết là phải quay trở lại với người đó, trừ khi người đó ăn năn. Mở với tôi Matthew đoạn 18, quý vị thấy điều này rất rõ ràng. Tôi không nói ý tôi. Matthew đoạn 18, Đức Chúa Giêsu phán như thế này: nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người, câu số 15, như khi nếu người nghe lời thì ngươi được anh em trở lại. Ví bằng người làm sao? Không nghe thì mời một hai người đi với ngươi, hầu có ba người hay ba người làm chứng thì mọi việc sẽ được chắc chắn. Nếu người không chịu nghe thì hãy mời hội thánh. Lại nếu người không chịu nghe hội thánh thì hãy coi người như ai? Quý vị nói lớn giùm tôi, coi như thế nào? Coi như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế. Rõ ràng Chúa có nói rằng sẽ tới một lúc nào đó, nếu người đó không ăn năn thì phải có một ranh giới. Ông bà anh chị em thấy rõ không? Như vậy nếu mà nói tha thứ là phải quay trở lại luôn luôn thì không thể có chuyện đó. Maybe thì được. Nếu mà người đó thật sự thay đổi thì có thể quay trở lại để hòa thuận. Roma đoạn 12, thưa quý ông bà anh chị em, câu số 17: chớ lấy ác báo ác cho ai, phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được thì làm sao? Hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là có lúc được, nhưng mà có lúc làm sao? Không được. Trong Kinh Thánh nó công bình và gian ác há có thể đi chung hay sao? A-mốt nói rằng hai người không đồng ý há có thể đi chung đường hay sao? Cho nên tha thứ không nhất thiết lúc nào cũng phải quay trở lại mối quan hệ đó thì mới gọi là tha thứ. Rồi đi tiếp tục nữa bạn chị em. Tha thứ không phải lệ thuộc vào cái người từng làm sai, mà là, xin lỗi, trước khi chúng ta đến cái ý này, cho phép tôi nói thêm về cái vấn đề tha thứ không phải lúc nào cũng quay trở lại. Tha thứ, trong khi tha thứ là cái việc diễn ra trong nội tâm của một người, thì hòa thuận là cái việc diễn ra trong nội tâm của phải cả hai người mới được. Tha thứ thì chỉ cần đơn phương cũng có thể tha thứ, nhưng mà hòa thuận là đòi hỏi cả hai bên phải cố gắng thì mới có thể hòa thuận. Cái ý tiếp theo mà tha thứ không phải đó, là tha thứ không phải là hành động đòi hỏi cả hai người. Thường thường khi chúng ta còn nhỏ, đứa bạn hàng xóm nó đánh mình, cha mẹ nói bây giờ á, anh xin lỗi rồi con, thôi con hai đứa ôm nhau đi. Thường thường vậy phải không? Là bên này có hành động thì bên đây mới tha. Nhưng thưa bạn chị em, theo Kinh Thánh tha thứ là hành động chỉ một chiều thôi. Cho dù người kia chưa có một thái độ ăn năn nào mà tôi muốn tha, tôi vẫn có thể tha. Cái đó là hành động của một nội tâm của một người. Để tôi giải thích cho bạn chị em thế này nữa. Và tôi sẽ đưa bằng chứng trong Kinh Thánh cho quý vị thấy. Đức Chúa Giêsu khi Ngài trên thập tự giá, Ngài nhìn xuống ở dưới đám người đó có những tên lính đâm Ngài, đúng không bạn chị em?
Và Chúa tha thứ cho mấy người lính. Mấy người lính này có ăn năn chưa? Mấy người lính này chưa hề ăn năn, Chúa cũng tha thứ. Tại vì cái tha thứ là cái hành động xuất phát từ nội tâm của một người, không nhất thiết phải lệ thuộc vào người kia. Cho nên quý vị hiểu cái tư tưởng này. Nếu mà ngày nào mình đợi người kia biết ăn năn mình mới tha thứ thì nó không còn là vấn đề của sự tha thứ nữa. Người kia đã ăn năn rồi thì không còn gì để nói nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Nói một cách khác, tha thứ đó là mình nói rằng tôi bình an, cho dù anh, chị hay là ai đó có chọn không bình an với tôi, không hòa thuận với tôi lòng vẫn bình an. Tôi đã để quý vị ra khỏi đầu của tôi rồi. Cái đó là quyết định của một người, không nhất thiết phải hai bên thì mới có thể tha thứ. Hòa thuận thì đòi hỏi cả hai bên, chứ tha thứ thì chỉ cần một mình tha thứ và buông bỏ cũng được nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Cái điều cuối cùng mà tha thứ không phải đó, đó là tha thứ không có nghĩa là mình không được quyền đòi công lý. Phao-lô khuyên anh chị em trong hội thánh, nếu có chuyện gì đó, cố gắng hòa giải với nhau ngoài tòa, chứ đừng đem nhau ra tòa. Cái đó Kinh Thánh có khuyên. Nhưng mà Kinh Thánh không bao giờ nói tha thứ có nghĩa là phải nuốt luôn cái cục đắng của sự tức tối và bất công mà không cần đòi công lý. Tôi kể bạn cho em nghe câu chuyện thật của bà Naomi. Naomi là một người phụ nữ làm y tá. Naomi có một cái đặc tính thương người, vui vẻ, làm việc, yêu thương mọi người. Nhưng mà một ngày nọ Naomi phát hiện ra mình bị ung thư ngực. Và như bao nhiêu người phụ nữ khác chiến đấu với bệnh tật, cuối cùng cô phải cắt bỏ một bên ngực. Nhưng mà phụ nữ thì họ cũng muốn có cái thẩm mỹ, cho nên cô mới lấy tất cả những cái gì mình có thể từ tài chính vân vân, cô đi làm một cuộc phẫu thuật để mà reconstruct hay là tái tạo cái ngực của cô. Quý vị có tin không? Ở bên Mỹ chứ không phải bên Việt Nam. Khi bước vào ở trong phòng phẫu thuật thì là một y tá là biết cái máy gì phải có, biết lúc nào dậy mà thấy cái gì là có chuyện gì, khi ai đem cái gì vô là biết có chuyện gì. Sau khi cuộc phẫu thuật tỉnh dậy đó, thì cô thấy cô y tá khác xách một cái máy mà tôi cũng không biết dịch cái đó là cái gì, đem một cái hệ thống máy vô để giữ cho cô làm một cuộc phẫu thuật gì khác. Thì cô trong cái thuốc mê mơ mơ màng màng, cô cũng cố gắng nói là tại sao lại là tôi, tại sao vậy, tại sao vậy. Cô chỉ nói vậy xong rồi cái thuốc nó mạnh quá, cô chìm vô giấc ngủ trở lại. Ông bác sĩ thay vì tái tạo một bầu ngực bị mất của cô thì cắt luôn phần còn lại. Mà cái điều đáng nói là như thế này, là sau khi ông làm cái điều đó, cô không được một lời giải thích nào hết. Khi cô tỉnh dậy sau cơn phẫu thuật, cô rờ lên người của mình, cô biết có vấn đề. Cô hỏi y tá này, hỏi người này người kia, không ai trả lời hết. Không một người nào trả lời, người nào cũng nói không biết, không biết, không biết. Không một người nào tới giải thích cho cô ra khỏi viện. Sau đó cô tỉnh táo, cô tới gặp bác sĩ. Cô nói bác sĩ làm ơn nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra. Có phải bác sĩ có lý do gì đó đặc biệt? Có phải người thân của bác sĩ qua đời, bác sĩ bị hoang mang? Có phải là bác sĩ coi lộn hồ sơ của tôi? Bác sĩ cho tôi biết, ít nhất nói một lời với tôi. Tại sao từ khi tôi tỉnh dậy không ai nói cái gì với tôi? Bác sĩ nói xin lỗi, tại vì cái đó là liên quan tới luật pháp, chúng tôi không thể nhận lỗi được. Bảo hiểm mà quý vị. Quý vị biết cái tiêu chuẩn bảo hiểm nói trong cái thẻ bảo hiểm là gì không? Xảy ra đụng xe điều đầu tiên làm là gì quý vị biết không? Đừng nhận lỗi, quý vị có biết không vậy? Hay là quý vị nhận lỗi? Nhận lỗi thì tốt, nếu luật mình nhận. Thì mấy người này nói họ không trả lời là bởi vì luật pháp. Cô này mới hỏi, vậy còn bác sĩ? Bác sĩ có biết cái điều này tổn thương đến tôi đến cỡ nào? Tại sao tới giờ này tôi đã đến tận đây bác sĩ không nói một lời nào? Bác sĩ nói tôi thấy chị á, có lẽ bị sốc quá cho nên hơi hơi rồi đó. Bây giờ nếu chị không về đó, tôi sẽ viết thư giới thiệu chị đi bác sĩ tâm thần. Một sự xúc phạm mà đã đau, mà bây giờ gặp một cái thái độ của một người đối xử với mình như vậy, ông bà anh chị em cảm giác ra sao? Thì phản ứng tự nhiên của cổ là cổ la hét và cổ quậy trong văn phòng. Ngay giây phút cổ la hét quậy trong văn phòng, bảo vệ túm cổ quăng ra ngoài và cổ bị vướng vào cảnh sát. Bây giờ cổ về nhà, cổ đau đớn quá. Cổ đi nhà thờ, cổ gặp hai nhóm người. Nhóm người cứ tới gặp cổ nói thôi, tha thứ cho ổng đi. Chị theo Chúa mà, sao kỳ vậy? Nhóm người thứ hai nói với cổ, thôi thời gian cũng sẽ qua thôi, không có sao đâu. Khuyên cổ như vậy và cổ về cổ đắn đo suy nghĩ. Bây giờ nếu tôi gặp luật sư, tôi đòi lại cái công bằng của tôi thì tôi có làm gì sai không? Trong khi Chúa dạy tôi phải tha thứ.
Và cuối cùng khi cổ gặp luật sư đó, thì luật sư không có cần phải tha hay không tha, luật sư gặp thì ô, miếng mồi ngon, để tôi nói cho chị biết, tôi chỉ cần thương bác sĩ này giùm chị đó, là một khối tài sản cho chị đó, không phải chuyện chơi đâu. Sau bao nhiêu lần đắn đo suy nghĩ, cô quyết định đi thưa ông bác sĩ. Nhưng mà rồi cô nói với luật sư, tôi thưa bác sĩ, nhưng mà tôi không muốn lấy một đồng tiền thưởng nào hết, tiền bồi thường nào hết. Ông luật sư nói, thôi nếu mà chị không lấy đồng nào thì tôi cũng tôi khuyên chị thôi, hòa giải đi. Và cuối cùng cô không thưa ông bác sĩ đó. Người tác giả viết lại câu chuyện này hỏi một câu hỏi: nếu mà Naomi đi thưa ông bác sĩ thì cô đã từng tha thứ cho bác sĩ chưa? Quý vị sẽ nói rằng nếu mà đi thưa thì tại sao gọi là tha thứ? Nhưng thật sự quý vị suy nghĩ cho kỹ lại, quyền đòi công bằng cho chính mình đó là quyền mà mọi người đều phải có. Còn tha thứ cho người đó có nghĩa là vậy nè, có nghĩa là tôi không làm cho ông bị tổn hại quá mức thôi, ông chỉ cần trả đủ những gì ông đã làm cho tôi thôi. Hai người họ chia tay nhau, họ từng yêu thương nhau rất nhiều, họ chia tay nhau, họ đã cống hiến cho nhau tất cả những gì, họ không giấu lại điều gì hết. Tới khi chia tay, một người đòi lấy hết, người kia không có quyền đòi một nửa của mình sao? Mà nếu đứng lên đòi một nửa thì nói là không tha thứ sao? Chỉ cần người đó nói, người đó đừng nói câu này nè, tôi mong cái hôn nhân tiếp theo của ông nó giống địa ngục, thì cái đó là chưa tha thứ. Nhưng mà nếu người nói thôi, nếu không đi chung đường được nữa thì tôi I wish you happy, but give me my money. I wish you happy, but you give me my money. Chỉ cần công bằng với tôi thôi. Như vậy có tha thứ được chưa ông bạn? Hay là quý vị muốn họ là xách cái giỏ tay không đi về? Thưa quý vị, cũng phải công bằng thôi, đúng không? Cho nên tha thứ không có, đi đòi công bằng không có nghĩa là không tha thứ. Thưa quý bạn, chị em, như vậy rồi, chúng ta đã nói qua đại ý của những điều không phải là tha thứ, mà nhiều lúc chúng ta tưởng nó là tha thứ. Cho nên khi người ta nói mình tha thứ đi, thì mình toàn là nghĩ tới những điều này, làm sao mình tha được. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu mà mình nghĩ đến những điều này đó, thì tha thứ có nghĩa là bật đèn xanh cho người kia sao? Tha thứ nghĩa là để cho người ta chà đạp tiếp cho mình sao? Kinh Thánh không hề dạy như vậy. Tha thứ là một hành động của ân điển đi vào trong hành động. Nó giải thoát người tù nhân, và cuối cùng nó phát hiện người tù nhân đó là chính bản thân mình. Chúng ta sẽ nói tới bây giờ là tha thứ thì không phải là như vậy, nhưng mà nó là như thế nào. Rồi, như vậy thì tha thứ là như thế nào? Theo như Kinh Thánh dạy, tôi muốn nói với Hội Thánh một điều. Có nhiều lúc chúng ta sai lầm, chúng ta lấy cái tiêu chuẩn tha thứ của Chúa làm cho loài người, mà chúng ta yêu cầu mình phải làm được như Chúa. Xong rồi mình cảm thấy mình frustrated. Và tôi đây đã nói với bạn chị em, Chúa có yêu cầu chúng ta tha thứ giống như Chúa tha thứ chúng ta. Nghe kỹ, cái cách mà Chúa tha thứ chúng ta, Chúa yêu cầu chúng ta cũng tha thứ và bao dung đến mức độ như vậy. Nhưng mà Chúa không yêu cầu chúng ta bằng Chúa đâu. Tại vì Chúa có thể tha thứ cho cả Satan lận, quý vị không làm nổi đâu. Và tiêu chuẩn đi vào nước thiên đàng không phải là phải tha thứ được bằng Chúa thì mới được vào, còn không tất cả chúng ta không ai vào hết. Người nào nói rằng tiêu chuẩn tha thứ là tha bằng Chúa thì thôi, tất cả ở đây hết, không ai vô được hết. Quý vị có đồng ý với tôi không? Tha được như Chúa có nghĩa là cả Satan cũng phải tha nữa, quý vị làm sao làm được? Nhưng mà cái cách mà Chúa tha cho mình thì mình tha cho người khác. Chúng ta đi tới điều thứ nhất chúng ta cần phải biết về tha thứ. Những gì mà tha thứ thật sự là đó, là tha thứ nó có giai đoạn. Nó có giai đoạn. Ô bà anh chị em, tha thứ không phải là một hành động vào một lúc, mà nó là một quá trình. Nó có giai đoạn của nó. Khi một người bị rơi vào một cái tổn thương, và để mà có thể đi trở lại tha thứ đó, dĩ nhiên trong cuộc đời có nhiều cái lốc xoáy nhỏ, có nhiều cái lốc xoáy lớn. Giận vợ 2 ngày là lốc xoáy gì? Nặng, một số người là nặng rồi phải không? Giận mẹ vài câu là lốc xoáy nhẹ. Bị đuổi việc, gây lộn với sếp là lốc xoáy bắt đầu lớn hơn. Tới nhà thờ gây lộn với mục sư thì sao? Cũng lớn hơn hay lớn bằng, ai biết được. Rồi gây lộn với anh chị em trong hội thánh thì bắt đầu nó lớn một chút. Gây lộn với cả dòng họ mình thì bắt đầu nó lớn lên. Bắt đầu gây lộn với chính phủ, đụng chuyện với cảnh sát thì bây giờ nó lớn. Thành ra nó có mức độ nhỏ lớn khác nhau.
Phải không thưa ông bạn chị em? Và nó có giai đoạn. Tha thứ không phải là một cái chuyện single event, không phải là một cái chuyện chỉ một ngày một giờ. Thưa quý vị, khi một người mà muốn tha thứ phải hiểu rằng mình, cảm xúc của mình sẽ đi qua những giai đoạn này. Đầu tiên là giận. Khi mà có bị offended đó, đầu tiên là giận. Giận trước, chưa có thấy đau, giận. Giận trước, sau khi giận là bắt đầu tới đau. Tại vì lúc đầu đó, chỉ giận thôi, sau đó bắt đầu những cái ký ức tốt đẹp giữa mình với người đó bắt đầu nó hiện lên, rồi bắt đầu đau đớn. Đau đớn. Rồi sau khi đau đớn, bắt đầu từ từ mới quên và nguôi ngoai để được lành. Lành rồi thì mới có thể tha thứ. Mà chúng ta thì bắt cái người bị tổn thương, chưa có giúp đỡ họ đi qua một cái quá trình chữa lành, nhưng mà biểu tha thứ sức ở đâu mà tha. Cái điều tiếp theo về tha thứ chúng ta lưu ý đó, đó là tha thứ theo Kinh Thánh cho chúng ta biết là đem một sự tự do. Vua David nói rằng: ôi ước gì tôi có cánh như chim bồ câu, tôi sẽ cất cánh bay cao, thật cao về một nơi hoang vắng nào đó. Đó là tâm hồn của một người bị đè nặng ở trong mặc cảm tội lỗi, bị đè nặng ở trong giận dỗi người khác, kẻ thù vây chung quanh. Và người đó chỉ ước mong tâm hồn của mình có thể như chim bồ câu một lần nữa bay. Quý vị biết không, trẻ thơ tại sao hạnh phúc không? Tại vì trẻ thơ không hề bị giam cầm ở trong tâm hồn của mình. Người lớn ở tù tinh thần mà không biết. Và cho đến khi nào một người tha thứ thì người đó sẽ phát hiện là mình đã để cho một người tù nhân được thả, và người tù nhân đó chính là chính mình. Tôi có một cái hủ tiêu ở đây. Cái hủ tiêu này đó là tiêu, cái hủ kiệu chua ngọt mà mấy bà dưới bếp bỏ tiêu vô. Tôi chẳng biết nó hiệu gì nhưng mà tiêu trắng ở đây. Tôi mà cái vấn đề không phải là cái tiêu. Vấn đề là cái hủ. Có ai từng xài cái loại nắp và hũ thủy tinh này thì sẽ biết tôi nói cái gì. Sau một thời gian quý vị xài, quý vị để những cái gì có hơi trong này đó, quý vị không mở được đâu. Nó rất là cứng, không mở được. Quý vị mua ngoài tiệm về đó, rất khó để mở. Vặn, kêu chồng tới vặn, kêu ông bà ngoại, ông bà nội tới phụ, không vặn nổi, phải không ạ? Điều quý vị cần làm là lấy một cái muỗng, rồi làm sao nữa? Gõ, ai mới nói là cái muỗng gõ. Để bên hông này nè, nhích một cái thì hơi nó xì ra, thì quý vị mở cách dễ dàng. Khi một người bị tổn thương là người đó có một vật gì ở trong cái hũ của tâm hồn mà nó bốc hơi, và nó quá mạnh mẽ, nó lấn át tất cả những cảm xúc khác. Cuộc đời người đó không còn cái gì nữa hết đâu bạn chị. Không vui, không hờn, không oán, trở thành không biết cái gì nữa, cứng ngắc, không thể mở cái nắp của tâm hồn mình ra được nữa, không đón nhận được cái gì tốt, cái gì mới, nó trở thành cái hũ đóng. Cho đến khi người đó tha thứ, người đó mới xì được cái hơi đó, lúc bấy giờ những phước hạnh mới có thể vô trong đời người đó được. Tôi không biết có ai hôm nay nghe tôi, quý vị cảm thấy cuộc sống của mình mất tất cả. Quý vị phải nhớ Kinh Thánh nói rằng tha thứ là đem sự tự do cho chính mình. Nhiều nghiên cứu lắm rồi ông bạn chị em, quý vị về đánh trên Google, quý vị sẽ thấy sự không tha thứ nguy hiểm hơn cholesterol. Quý vị đi khám bác sĩ nói cao máu nha anh, là quý vị sợ liền thôi. Sợ liền ngay lập tức. Nhưng mà quý vị biết là trong lòng mình không tha thứ người khác á, Chúa nói bỏ đi con, bệnh chết đó con. Quý vị nói không sao Chúa, để con ngâm lâu chút xíu nữa. Ông bạn chị em, tha thứ là một sự chọn lựa. Nếu tôi không tha thứ đó, tôi còn ở dưới tầm ảnh hưởng của người khác. Cho tới khi quý vị quyết định tha thứ thì cái hình ảnh của người tổn thương quý vị nó nằm trong đầu quý vị. Nằm chiêm bao cũng thấy người đó nữa. Quý vị suy nghĩ đi. Cho đến khi quý vị thả người đó xuống thì quý vị đang ở dưới sự kìm cặp của người đó. Người ta tổn thương mình, người ta ngủ ngon, còn mình thì phải ở trong ngục tù của tội lỗi. Không phải của tội lỗi, của đau đớn. Của đau đớn thương bạn chị em. Để ý điều này, Louis Midis ở trong quyển sách, ở trong trang 248 của quyển sách của ông viết, của quyển sách gọi là Tha Thứ, ông viết như thế này: nếu chúng ta nói rằng những con quái vật của cuộc đời chúng ta quá mức để có thể tha cho chúng, thì thật ra chúng ta đang cho chúng năng lực mà chúng không có. Chúng chỉ có thể đến trong đời chúng ta một lát rồi đi, mà chúng ta giữ chúng lại đó. Những con quái vật này
là những kẻ đã quá tội ác để có thể tha thứ. Chúng sẽ bám rễ trong linh hồn của chúng ta. Chúng ta sẽ trở thành nạn nhân lâu dài của chúng. Chúng có thể giam cầm chúng ta ở trong án chung thân của sự của vết thương chưa được lành. Nếu chúng ta nói không tha thứ cho những con quái vật đó, thì chúng ta đang cho chúng năng lực để có thể sống ở trong tâm hồn của chúng ta. Eric Hoffer nói như thế này: điều đáng lạ lùng mà tôi phát hiện ra khi Chúa Giê-xu dạy chúng ta hãy yêu người lân cận mình. Quý vị nghe kỹ nha, câu này rất là hay. Khi Chúa Giê-xu dạy chúng ta hãy yêu người lân cận như mình, điều lạ lùng mà tôi phát hiện ra đó là gì? Đó là nếu chúng ta ghét người lân cận thì chúng ta cũng ghét mình. Có nghĩa là nếu chúng ta còn giữ thù hận người là chúng ta đang hận mình. Quý vị có bao giờ suy nghĩ hướng đó chưa? Khi yêu người lân cận như mình có nghĩa là ghét người lân cận là ghét mình. Và mình thù hận có nghĩa là mình thù chính mình, và mình là người đau khổ nhất. Và tha thứ là cách để chúng ta thả một người tù đó. Không, Robert Schuller, ông nói như thế này: có bao giờ bạn uống thuốc độc mỗi ngày hy vọng rằng kẻ thù của mình sẽ chết không? Có bao giờ bạn uống thuốc độc mỗi ngày mà hy vọng kẻ thù mình chết không? Cái người tra tấn tinh thần của mình nhiều nhất là mình. Và tha thứ là để giải thoát cho chính mình, thưa quý ông bà, anh chị, em. Khi chúng ta nên nhớ, khi chúng ta còn ở trong sự không tha thứ, chúng ta không có sự bình an với chính mình, mà người tổn thương sẽ đi tổn thương người khác. Hurt people, hurt people. Người bị tổn thương chắc chắn sẽ tổn thương người khác. Người đó không có thể nào yêu thương được người khác. Sự tha thứ sẽ đem chúng ta từ một người tù của tội nhân, của tội lỗi trở thành một người bình an. Sự tha thứ sẽ có thể giúp chúng ta yên lòng với quá khứ của mình, thưa quý ông bà anh chị em. Rồi, bây giờ một vài điều nữa và chúng ta sẽ kết thúc. Chúa Giê-xu dạy về sự tha thứ. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 18, trở lại với tôi, Chúa Giê-xu dạy như thế nào? Ma-thi-ơ đoạn 18. Ma-thi-ơ đoạn 18. Phi-e-rơ hỏi Chúa: nếu mà anh em tôi phạm tội cùng tôi sẽ tha mấy lần? 7 lần được không? Thì Chúa nói: ta nói với ngươi không phải là 7 lần, mà là 70 lần 7. Người Pharisee dạy thời đó đó là khi chúng ta tha thứ cho người khác 3 lần là đủ. Người Trung Quốc, người Việt Nam có câu là bất quá tam, chỉ 3 lần thôi. Mà ông Phi-e-rơ ông nói với Chúa là con vượt quá giới hạn, con cho tới 7 lần. Con số 7 trong người Do Thái là số trọn vẹn, số rất nhiều, số của Chúa. Nhưng mà Chúa nói 7 chưa đủ con. 7 có nghĩa là vẫn còn giới hạn, nhưng mà tha thứ phải là boundlessly, có nghĩa là 70 lần 7 nghĩa là không có biên giới nữa rồi. Không còn biên giới nữa, sự tha thứ mà Chúa yêu cầu, thưa quý ông bạn chị em. Và rồi ngay sau đó Chúa nói, Chúa dạy tiếp một cái ví dụ như thế này. Chúa nói có 2 người mượn nợ, quý vị còn nhớ không? Tôi muốn đọc kỹ cái chỗ này cho quý vị suy nghĩ tư tưởng này. Vậy nên nước thiên đàng giống như một vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ của mình. Khi Phi-e-rơ nói với Chúa là tha 7 lần, có phải là ông có cuốn sổ không? Ông phải có cuốn sổ, ông giữ lại record, giữ lại các những chuyện ký ức thì ông mới biết là mấy lần chứ. Quý vị có cuốn sổ đó không? Mỗi người đều có một cuốn sổ. Trong cuốn sổ đó mỗi người đứng đây đều có một tờ. Tôi ở trong cuốn sổ của quý vị có thể là nó đen hơn người khác. Có thể người khác á, cái tên của quý vị trong cuốn sổ của họ nó trắng tinh à, mà tên của tôi trong đó nó đen lắm. Nó có nhiều nợ quá chừng bữa nay xúc phạm cái này, bữa kia đụng chuyện cái nào, nợ nhiều lắm. Và tôi cũng có cái cuốn sổ. Và trong cuốn sổ của tôi mỗi người có tờ đen trắng khác nhau. Và loài người của chúng ta có một cuốn sổ. Nhưng mà tôi đây để nói với bạn cho em biết một điều: cuốn sổ của chúng ta không quan trọng đâu. Chúa có một cuốn sổ luôn nữa. Vua kia đem các đầy tớ của mình tới để làm gì? Tính sổ. Mình cứ lo chú ý cái cuốn sổ mình ghi cái gì về người ta, mà mình không chú ý là Chúa ghi cái gì về mình. Cuốn sổ nào quan trọng hơn? Tiếp tục nữa. Khi vua khởi soát sổ, tức là sẽ có một ngày phán xét, sổ sẽ được đem ra để tính. Có một người đem một tên mắc nợ 1 vạn, là 10.000 ta lân, phải không bà chị em? Bởi vì người không có gì để mà trả, thì chủ người dạy bán người, dạy
bán người, vợ, con và gia tài người để trả nợ, tức là người này không có khả năng trả nợ cho vua, thì được khuyên là đi về bán thân mình, bán vợ, bán con, bán gia tài để đem trả đi. Kẻ đầy tớ này thấy là phải bán hết tất cả thì sợ quá, cho nên làm sao? Sắp mình xuống nơi chân chủ mà xin rằng: thưa chủ, xin tha, xin giảng cho tôi thì tôi sẽ trả hết. Tức là nó chẳng phải là xin tha, xin lỗi nha. Cái người đầy tớ này chỉ xin Chúa cho thêm thời gian thôi, chứ chưa có xin tha. Vậy mà cái người chủ làm sao? Động lòng thương xót, thả người về và tha nợ. Tôi hỏi bạn chị em, cuốn sổ của mình á, ghi nhiều tội người khác, nhưng mà cuốn sổ Chúa ghi về mình nó ít hay nhiều? Nhiều tội lắm, tôi nhiều tội lắm. Trong cuốn sổ của Chúa ghi tội của tôi, nếu mà Chúa ghi lại là nhiều hơn tôi ghi người khác chứ. Người ta tổn thương tôi ít mà tôi tổn thương Chúa biết bao nhiêu, đúng không thưa ông bà anh chị em? Mà bây giờ đó, tôi chưa có xin Chúa tha nữa, tôi chỉ xin là cho con thêm thời gian mà Chúa đã sẵn sàng để tha. Quý vị thấy cảm động cái người chủ chưa? Theo dõi tiếp. Nhưng khi đầy tớ đó ra về, gặp một người trong đám bạn cùng làm việc có thiếu mình bao nhiêu? 100 denier giữa 1 vạn, tức là 10.000 và 100 là tỷ lệ bao nhiêu? 1.000%, 1.000 đúng không, phải 1.000%, 100.000 thôi, tỷ lệ gì đó, nói chung tôi tính không ra. Thì sau thì người này bóp cổ bạn mình và nói: hãy trả nợ cho ta. Người bạn sắp mình xuống và nài xin: xin giảng cho tôi thì tôi sẽ trả cho anh. Cái câu này quen không? Cái cách mình quỵ lụy xin Chúa tha tội là cái cách người ta quỵ lụy xin tha tội. Nhưng người không khứng nghe, bất cứ bỏ tù cho đến khi trả hết nợ. Các bạn thấy vậy buồn lắm, đến thuật lại cùng chủ mình những điều đã xảy ra. Chủ bèn nói với đầy tớ rằng: hỡi đầy tớ như thế nào? Độc ác kia, ta tha hết nợ cho ngươi vì ngươi cầu xin ta. Ngươi há lại chẳng nên thương xót bạn làm việc với ngươi như ta đã thương xót ngươi sao? Chủ nổi giận, phú nó cho kẻ giữ ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì cha ta trên trời cũng sẽ xử với các ngươi giống như vậy. Thưa quý bạn chị em, quý vị suy nghĩ về cái tư tưởng này như thế này nè. Nếu mà mình một ngày, một năm mình chỉ kiếm được 30 denier, 300 denier thôi, tức là lương ngày xưa đó, một năm. Sau 20 năm làm việc mình mới được có 6.000 denier thôi. Ok. Mà 6.000 denier mình làm 20 năm mình sẽ có thể đủ 1 ta lân vàng. Mà ông chủ này nói rằng cái người này nợ tới 10.000 ta lân, có nghĩa là 200.000 năm làm việc, 200.000 năm ngày làm việc. Còn cái người kia thì chỉ nợ 100 denier. 100 ta lân hay 100 denier? Có nghĩa là giữa cái món nợ mà mình nợ Chúa là nó quá sâu bất tận, còn cái món nợ mà người ta nợ mình nó không nghĩa lý gì đâu. Mà Chúa có thể tha cho mình, còn mình thì bóp cổ giữa một thái độ của một người chủ chưa xin là đã cho, và thái độ của một người bóp cổ người khác là một cái sự tương phản. Và Chúa muốn chúng ta hiểu điều này. Sự tha thứ cần phải được thực hiện, nếu không nó ảnh hưởng tới sự cứu rỗi và đời sống tâm linh của chúng ta. Hãy thật lòng ông bà anh chị em, hãy thật lòng. Khi quý vị có hình ảnh của một người mà mình cay đắng buồn giận, mình căm ghét, mình làm sao cầu nguyện với Chúa? Mình làm sao soạn bài giảng? Mình làm sao đi nhà thờ mà hát hò cái gì nữa? Cho nên nó sẽ kéo chúng ta ra khỏi Chúa. Ở trong sách Matthew đoạn 6, Matthew đoạn 6 ông bà anh chị em, Matthew đoạn 6, nếu các ngươi, câu 14, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta thì cha các ngươi trên trời cũng tha thứ cho các ngươi. Song nếu các ngươi không tha lỗi người ta thì cha các ngươi cũng không tha lỗi cho các ngươi. Tôi muốn bạn cho em hiểu cho rõ chỗ này. Chúa ơi, con bị tổn thương, con không đủ sức tha thứ cho người khác, con mới đến cùng Chúa. Bây giờ Chúa trách con làm sao được? Con đâu có muốn như vậy đâu. Đúng chưa bạn chị em? Chúa không phải nói là cha trên trời không tha thứ cho các ngươi như thể là các ngươi là cái đồ không xứng đáng. Nhưng mà Chúa nói cho chúng ta hiểu tư tưởng này nè.
yếu đuối, tổn thương, Chúa luôn đến bên cạnh để an ủi. Nhưng mà trở nên một con người mà rễ đắng đã châm ra để trở thành một con người không còn là con của Chúa nữa thì làm sao vô nước thiên đàng? Satan cũng bởi thù hận mà mới thành ngày hôm nay đó. Satan bởi cớ thù hận mà mới thành ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta đi theo con đường của thù hận để chúng ta làm sao Chúa cho chúng ta vào nước thiên đàng của Chúa? Ở trong sách Mác đoạn 11, sách Mác đoạn 11 câu số 25, sách Mác đoạn 11 câu số 25: khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. Ở một chỗ khác Kinh Thánh nói, khi các ngươi đem của lễ đến đền thờ mà thấy có việc bất hòa với anh em mình, hãy để của lễ đó mà đi về nhà hòa thuận với anh em trước, rồi mới đến đây để dâng lễ cho Chúa. Nói một cách khác, Chúa quan tâm tới nội tâm của con cái Chúa. Chúa muốn con cái Chúa được giải thoát, được bình an, không làm ngục tù cho ma quỷ và tội lỗi. Khi chúng ta sống với nhau, nên nhớ Augustine ông nói câu này: công bình là việc của trời. Tha thứ và công bình là việc của trời, phạm tội là việc của người. Thế giới này không sớm thì muộn, người ta cũng cố tình hay là không cố ý mà tổn thương chúng ta. Và nếu chúng ta có một cái thái độ là sẽ không bao giờ tha thứ cho ai, đụng tôi một phát, một lời, một câu thôi, tôi xử đến nơi đến chốn, người đó sẽ không có mặt trong nước thiên đàng đâu. Quý vị nên nhớ điều đó. Ở ngoài đời đó, người ta chà đạp mình biết bao nhiêu, khi mình đi làm á, mình cũng cười hề hề rồi mình đi làm tiếp mà. Nhưng mà có đôi khi gia đình mình, hội thánh mình nói một câu, chẳng những là chẳng ai cố tình đụng mình ấy, mà mình offended. Trong tình yêu thương tuần trước tôi giảng có một cái đặc điểm mà không biết quý vị có nhớ không? Love is not easily offended, có nghĩa là không dễ bị xúc phạm. Có tình yêu thương không có cái tôi cao, không dễ bị xúc phạm. Cái đó là một trong những đặc tính của tình yêu thương. Như vậy thì tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ nhớ được cái lời kêu gọi đó ở trong sách Matthew, trong sách Roma đoạn 3 câu 23 đến 26 cho chúng ta biết: khi Đức Chúa Trời Ngài tha thứ cho con người, Ngài bày tỏ vinh hiển của Ngài ra. Như vậy thì khi con cái Chúa tha thứ cho người khác thì cũng bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ở trong Matthew đoạn 5 câu 9: phước cho người nào làm cho người ta hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Con tức là giống Cha, mà Cha là đấng hay tha thứ, thì con không thể nào là một kẻ thù hận và chỉ muốn trả thù được. Tôi hy vọng rằng phần trước và phần sau của bài giảng của tôi sẽ cân bằng, để không có giảm thiểu đi sự tổn thương mà chúng ta đã chịu, nhưng cũng không đồng ý với sự thù hận mà chúng ta nuôi dưỡng, để chúng ta tìm được một sự cân bằng để đến cùng Chúa. Và ý cuối cùng tôi sẽ dùng để kết thúc bài giảng một sáng hôm nay đó, là tất cả những quyền năng để tha thứ đều đến từ Chúa. Bản thân con người không thể làm điều đó. Quý vị còn nhớ cái bài cầu nguyện chung mà Chúa dạy chúng ta thường cầu nguyện hằng ngày, trong đó có câu gì không? Xin Cha tha cho chúng con cũng như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Ê-phê-sô đoạn 4 câu số 32, Ê-phê-sô đoạn 4 câu số 32 viết như thế này: hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong đấng Christ. Một lần nữa tôi xin giải thích câu Kinh Thánh này để bạn cho em hiểu theo cái ý của Chúa. Câu Kinh Thánh này không nói rằng phải yêu giống như Chúa yêu mình và tha giống như Chúa tha mình, tha cho cả nhân loại, còn không làm nổi thì không được vào nước thiên đàng. Câu Kinh Thánh không nói như vậy. Câu Kinh Thánh này đang nói rằng hãy tha thứ giống như Chúa tha thứ. Thay vì quý vị nghĩ theo cái hướng tiêu chuẩn để đạt tới, thì quý vị nghĩ theo tấm gương để nhìn thấy. Khi mà Phao-lô nói hãy tha thứ như Chúa tha thứ anh em, thì Phao-lô đang nói rằng anh em hãy nhìn lại Chúa để thấy tình yêu thương nhân từ của Chúa đi. Khi anh em càng nhìn Chúa bao nhiêu, anh em sẽ càng làm được bấy nhiêu. Còn anh em nhìn mình và nhìn những người chung quanh, nhìn kẻ thù mình, làm sao mà tha? Nhưng mà khi anh em nhớ tới cái cách mà Chúa đối xử với chúng ta, lòng anh em sẽ được cảm động để tha thứ cho người khác. Ông Joseph, nhờ Chúa ông mới tha thứ được. Tôi nói với bạn cho em biết điều đó. Nếu Chúa không can thiệp để làm cho cuộc đời của ông đỡ ông dậy từng bước, tôi nghĩ, cá nhân tôi nghĩ, ông không tha nổi cho mấy anh em của ông đâu. Nhưng mà chính Đức Chúa Trời đã can thiệp để làm cho ông
từ một cái sự bị hại thành một nguồn phước, và cả một cái quá trình của mấy chục năm, cuối cùng đó ông có thể nói một câu tôi tha thứ cho các anh em. Đó là hành động của Chúa chứ không phải hành động của chúng ta. Cho nên đừng cảm thấy mặc cảm tội lỗi khi chúng ta chưa làm được. Tôi chỉ mong hội thánh của Chúa hiểu cho đúng và mở lòng của mình. Tha thứ ở đây không phải yêu cầu quý vị là phải trở lại để cho bị tổn thương, không yêu cầu quý vị là phải nén không được công lý, không yêu cầu quý vị phải nói là người kia chưa từng bao giờ làm sai, không yêu cầu quý vị để nói những điều mà quý vị không thể nói được. Chỉ yêu cầu con cái của Chúa biết rằng đừng ở tù cho tội lỗi của người khác. Đừng uống thuốc độc mà mong người khác sẽ chết. Đừng để chết đời sống tâm linh chỉ vì cái sự sai quấy của người khác. Thưa quý ông bà anh chị em, người phụ nữ này tên là, tôi biết tôi có nói sai tên của bà không, nhưng mà tên của bà được viết lại ở trong quyển sách của một tác giả là Geraldine Edward Sales. Người nào học kinh doanh thì biết có một cái nguyên tắc, nó gọi là Dedderfield Principle. Dedderfield Principle. Dedderfield Principle nghĩa là gì? Ở tại cái vùng Arrowhead Lake, hồi xưa tôi ở dưới miền Nam, có cái khu vực Los Angeles County, có một cái Arrowhead Lake. Thì ở gần đó có một ngôi nhà của một người đàn bà. Người đàn bà này vào năm 1958, bây giờ bà là một người phụ nữ nhỏ bé, một người phụ nữ chỉ có hai tay hai chân, và sau khi kiếm tiền xây được một căn nhà ở trên cái khu vực trên núi đó. Chung quanh bà là một cái vùng hoang vắng, đồi trọc và khí hậu rất là khó chịu. Đi ra đi vô thấy tinh thần của mình nó khô khan và nó rất là khó chịu. Người đàn bà này đã từng bông hoa một, không phải là kêu thợ, không phải là từng cái bông hoa Dedderfield, tức là hoa thủy tiên đó. Từng bông hoa một bà trồng bằng tay, một mình bà trồng hết nguyên một ngọn núi đó. Nguyên một ngọn núi đó được bà bao phủ bằng tất cả những loại hoa thủy tiên đẹp nhất, từ trên nhà của bà đến tận dưới chân núi, nguyên một khu vực núi. Và sau này nó trở thành một thắng cảnh mà những người ở dưới miền Nam thường tới để coi. Bây giờ thì bởi vì nhiều người tới coi quá cho nên bà đóng cửa vĩnh viễn. Nhưng mà đây là một cái điều cho chúng ta thấy như thế này. Việc làm cũng vậy, thành công cũng vậy, không phải là tự ngẫu nhiên nó đến, mà nó là từng ngày nỗ lực, từng bước, từng bước. Một cái gì lớn thì chia làm nhỏ để làm. Kinh Thánh không yêu cầu bạn chị em trong sự tổn thương tuyệt đối của một người đối xử với mình và nói rằng tôi tha thứ, quý vị chỉ giả dối với chính mình mà thôi. Nhưng mà Kinh Thánh yêu cầu chúng ta từng ngày một bước đi với Đức Chúa Trời và mở lòng ra. Chúa sẽ dẫn mình từng bước, từng bước, từng bước cho tới ngày mình buông bỏ tất cả. Mình không thù oán ai nữa hết, thưa bạn chị em. Lúc đó mình sẽ có lại được chính mình. Mình sẽ trở về những năm tháng khi mà bầu trời chưa có xám, những năm tháng khi cuộc đời chưa bị vẩn đục. Đó là ước nguyện mà Chúa muốn con cái Chúa được bình an, được hạnh phúc là như vậy. Từng bông hoa một, mỗi ngày một chút, nắm lấy sự tha thứ mà Kinh Thánh dạy, giải thoát cho một người tù nhân, để sau này biết rằng người tù nhân đó chính là mình. Cầu Chúa ban ơn cho ông bạn chị em.